Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn 4 cây lan vũ nữ. Đặc điểm chung của em này đó chính là dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ và hoa thơm. Và tất cả là các em ấy đều có ngồng. Khoảng 1 tháng nữa thì các em sẽ cho ra bông. Các bạn sẽ biết được là Sóc Cò bán hàng có chuẩn hay không nhé. Và đặc biệt đó chính là tất cả đều đồng giá là 150.000 một chậu vũ nữ có ngồng. Các bạn thích mặt bông nào thì liên hệ giúp mình. Bên mình sẽ phân tích rất là tỉ mỉ, chi tiết. Dòng nào thơm hay không thơm thì mình sẽ nói hết để các bạn tự lựa chọn nhé. Trước mặt các bạn đó chính là cây lan vũ nữ Sari Babi, hay thường gọi là vũ nữ sô-cô-la. Tên thì mình sẽ viết dưới chậu đó chính là Babi hoặc là sô-cô-la. Cây thì là có 3 giả hành các bạn nhé. 3 giả hành. Và đặc biệt là em đang có ngồng. Cây Babi này em này rất là thơm. Các bạn là muốn thơm mạnh mẽ thì các bạn nên treo dưới vườn để em ấy có ăn thêm ánh sáng nhiều thì sẽ thơm. Còn các bạn mà để trong nhà thì em ấy sẽ không có thơm đâu các bạn nhé. Dòng này thì có thể là sau này cao tới ngồng của em ấy đó. Có thể cao tới khoảng là được 2 mét. Đây là sau các bạn có cái ngồng rất là dài. Rất dài. Mình đang muốn để em ra bông. Mặt bông của em này thì là màu sô-cô-la, hương vị cũng là sô-cô-la. Và nhiều người của em tên là sô-cô-la, nhưng mà tên quốc tế của em này đó chính là Sari Babi. Dòng này chơi bông được khoảng là 60 đến 70 ngày. Tất cả đều trong trồng trong giá thể là vỏ thông. Và các bạn chỉ cần bóc cái chậu ra cho sang chậu mới, và chúng ta chèn thêm một chút xíu giá thể là thông, thì các em sẽ rất là khỏe mạnh. Đây ngồng của em ở đây nhé. Đây ngồng này, cây nào cũng có ngồng nhé. Giá là 150.000 một chậu. Các bạn mà mua 3 chậu thì sẽ được miễn tiền ship. Còn các bạn mà mua 4 chậu, 4 màu thì là quá là tuyệt vời. Cây thứ hai đó chính là cây vũ nữ mèo cam. Vũ nữ mèo cam là một dòng lan mặt bông đẹp, cánh bông giống như là cánh sáp, dày, màu lạ. Đó chính là màu cam. Mình sẽ viết chữ là mèo hoặc là chữ cam ở trên chậu để các bạn đỡ bị lộn. Cây sẽ có ngồng. Bông của em này chơi được khoảng 60 ngày. Dòng này là dòng duy nhất trong ngày hôm nay đó chính là em này không có hương thơm, nhưng mà bù lại thì mặt bông của em ấy rất là đẹp, đó chính là màu cam. Chậu cũng là 3 giả hành các bạn nhé. 3 giả hành và có cây có ngồng. Cây mèo cam thì mình thấy là giả hành to, mặt bông đẹp, dễ trồng. Và em này có một cái nhược điểm đó chính là không có hương thơm nhé. Nên vì vậy mà nếu bạn nào mà mua dòng này mà dòng hương thơm thì chúng ta lên lựa những dòng khác. Cây này là cây chúng ta trồng không có hương thơm đâu. Cây nào cũng có ngồng nhé. 150.000 một chậu. Mua 3 chậu sẽ được miễn tiền ship. Và các bạn mua 1 chậu, 2 chậu thì là phí ship là 40.000. Mình sẽ gửi toàn quốc nhé. Bảo hành chuẩn mặt bông cho các bạn. Trong lô này thì có 4 cây hương thơm. Và chỉ có duy nhất là cây mèo cam là cây không có hương thơm. Bây giờ mình sẽ gửi tiếp theo đó chính là 2 cây hương thơm nữa. Đó chính là cây vũ nữ anh đào. Anh đào thì là mặt bông của em này đó chính là mặt bông của em này là cánh màu vàng, lưỡi màu cam. Em này hương thơm, vị chanh xả. Mình sẽ tích cái chữ XC như này, là vị trí ngồng nằm ở vị trí này các bạn nhé. Về các bạn kiểm tra. Vũ nữ anh đào là dòng hoa hương thơm, dễ trồng, siêng bông. Tất cả những dòng lan vũ nữ thì mình hay nói vui đó chính là giống như là những cây cỏ voi trồng để nuôi bò. Vì vậy mà các em ấy rất là dễ sống. Và dòng này thì chúng ta không cần ghép, chúng ta chỉ cần sưu tầm giống mà thôi. Chúng ta ghép nó đẻ năm sau ra rất là nhiều. Các bạn có thể là phải đập chậu, chúng ta phải sang chậu mới. Nên vì vậy mà các bạn đừng ghép cái dòng lan này làm gì cả. Phí tiền. Em này rất là thơm, mặt bông đẹp, dễ trồng, siêng bông. Ra bông quanh năm suốt tháng. Mình sẽ viết chữ AD, tức là chữ anh đào các bạn nhé. Và mặt bông cuối cùng của ngày hôm nay, em này là thuộc bộ size mili, mặt bông đẹp. Đó chính là cây vũ nữ ngọc nữ. Em này có một mặt bông đó chính là màu vàng, màu trắng và màu hồng mix vào với nhau thành màu rất là đẹp và hài hòa. Mình sẽ viết chữ ngọc nữ. Em này là thuộc bộ mini nên vì vậy mà giả hành của em sẽ rất là nhỏ. Các bạn thấy không? Giả hành em rất là nhỏ. Nhưng mà bù lại thì em này em ấy mặt bông rất là đẹp. Và đặc biệt đó chính là mỗi lần mà em ấy ra ngồng đó sẽ phân nhánh và ra rất là nhiều ngồng.
Ví dụ như là chậu này là chúng ta nhìn qua cũng thấy là một ngồng này, hai ngồng này, bụi rất là nhiều thân. Dòng này thì là mặt bông đẹp, hương thơm, dễ trồng, và đặc biệt đó chính là rất là nhiều giả hành. Và giá cũng là 150.000 một chậu. Đây các bạn thấy đó, bên này ít nhất chúng ta nhìn thấy được hai ngồng này, rất là nhiều giả hành. Ngọc lữ, ngọc lữ là dòng mini nhé, còn đâu là anh đào là size trung bình, và cây cam lửa và cây Barbie hay thường gọi là sô cô la là những dòng size to nhất. Nếu bạn nào mà chưa có 4 dòng lan này thì có thể là sưu tầm, liên hệ giúp mình sẽ lựa cho các bạn, tất cả đều có ngồng, bảo hành chuẩn mặt bông. Trong lô này thì có 4 cây, thì có sẽ 3 cây là cây hương thơm, đó chính là cây Barbie, cây ngọc lữ và cây anh đào là hương thơm, và chỉ có duy nhất là cây mèo cam là không có hương thơm. Nhưng mà bù lại thì mặt bông đẹp, cánh sáp sặc sỡ, tông màu đậm rất là nổi bật. Bây giờ mình sẽ nói về ưu điểm của dòng lan Vũ Nữ và nhược điểm của dòng lan Vũ Nữ các bạn nhé. Đặc điểm chung của dòng lan Vũ Nữ đó chính là các em rất là dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ. Năm nay có thể là trồng bụi một thân, sang năm có thể là bụi 3-4 thân. Đấy là mắn đẻ, dễ trồng, ra bông không có theo mùa. Ví dụ như là dòng lan rừng thì chúng ta trồng một năm ra bông một lần, và bông ở hàng rừng chơi được khoảng độ là 10 ngày đổ lại mà thôi. Đấy là đại đa số là vậy. Nhưng mà cây Vũ Nữ nó giống như là cây hồ điệp, cũng giống như là cây dendro đó. Các em ra bông lâu tàn, nhiều màu sắc và hương thơm. Đấy là những điểm nổi bật của dòng lan Vũ Nữ. Và nhược điểm của dòng lan Vũ Nữ đó chính là sao? Bông nhỏ. Bông của dòng Vũ Nữ là rất là nhỏ ạ. Và thân lá của em đấy so với những dòng lan đơn thân như là Đai Châu, Hoàng Nhạn á, thì là so về thân lá thì em này là xấu. Bởi vì lá của em này cứ về già là bắt đầu là có lốm đốm, chấm li ti đen như này này. Đó. Cây cam lửa cũng vậy này, cây ngọc lữ cũng vậy. Các em cứ về già là lá em ấy sẽ xấu. Dòng này không phải là chơi thân lá, dòng này chủ yếu là chơi bông, bông nhiều. Vừa rồi đó mình đã phân tích là nhược điểm và ưu điểm của dòng lan Vũ Nữ. Các bạn là xem qua và thấy nếu mà phù hợp thì có thể là sưu tầm một vài chậu để chơi. Bởi vì chúng ta chơi lan thì dù sao trong vườn cũng phải có ít nhiều một vài dòng lan thì sẽ tốt hơn. Ngồng rất là đẹp, giả hành to. 4 cây thì là 2 cây là thuộc bộ size to, 1 cây size trung bình và 1 cây size mini. Các bạn mà mua được combo 4 cây 4 màu như này thì rất là tuyệt vời, Sóc Cò rất là cảm ơn. Bạn nào mà chưa có thì liên hệ giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.